Vào tối ngày 20 tháng 4 năm 2023, thành viên AKB48 Ishiwata Sena đã thông báo tốt nghiệp khỏi AKB48 trong buổi diễn được tổ chức tại nhà hát AKB48. Cô ấy đã tiết lộ rằng mình dự kiến sẽ tốt nghiệp khỏi nhóm vào giữa tháng 8 năm 2023.